Khoảng 2 giờ sáng hôm qua, tại ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, lực lượng công an huyện Đức Hòa đã bắt giữ 7 xe ô tô tải đang vận chuyển 28 tấn đường cát lậu. Ghi nhận biển kiểm soát của 3 xe tải là 60C08476, 51C15245, 54Z1331. 4 xe tải còn lại, các tài xế đã bỏ xe tẩu thoát. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số đường cát này cho một người không rõ danh tính tại thành phố Hồ Chí Minh từ cửa khẩu Tho Mo của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến khu vực ngã tư An Sương, thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.